Chú cá ơi, chú ơi, đưa Bi lại đây để ấy nó, để mở quà đấy. Quà gì nhiều quà đấy nhỉ? Rất nhiều quà nhá. Như cái kẹo khổng lồ ấy. Thôi để bà xem quà này, quà hay đây này. Đấy, đây chắc quà của Bi rồi. Thầy ra nhá, mọi người ra nhá. Rồi, đi ra đây. Rồi, ok. Đi đi cho mọi người ra làm bề trên thế ra. Rồi. Thế nhỉ, còn đẹp nhỉ, cái công tử nhỉ. À, ra đây nhá. À, là chẳng đi lại nào. Quà gì đấy? Quà người ta tặng gì đâu đấy. Chứ mà mình đưa cho bọn anh ấy là anh không có gì. À. Đồ là gì nữa? Một cái áo. Chú cá ơi, chú ơi, đưa Bi lại đây để ấy nó, để mở quà đấy. Đi. Quà gì nhiều quà đấy nhỉ? Rất nhiều quà nhá. Như cái kẹo khổng lồ ấy. Thôi để bà xem quà này, cái quà hay đây này. Quà của Bi đây này, Bi nhiều này, bông chải trứng răng này. Ồ, cái gì đây? Quà mía này, kia này. À đây, quà này là của đấy đấy. Quà này chắc là của một chị người Hải Phòng mà gửi tặng Bi đấy. Em mua đây à? Hôm nay em lấy tiền mà. Con ngồi đây. Bi đi vận chải à? Quà rất là đẹp mọi người. Bi quan chạy. Bi Bi muốn rửa quan chạy đấy. Đây, Bi Bi mình ngồi sang đây, Bi sang đây, sang đây. Đây là ba bé. Bi hai con phải mở màn đề ba, cảm ơn khán giả là mình mới mở nhá. Nhá. Nào Bi ra, Bi làm gì đấy? Đây, đây cái câu của Bi đây. Nhá. Hello everyone. Hôm nay thì tôi vừa mới công tác về thì rất là vui mừng khi được một khán giả là người Hàn Quốc, họ đã đến trực tiếp nhà tôi, nhà BB để tặng quà. Yoga BB 네 집인가요? Monkey. Đây có phải là nhà của BB không? Yes. Yes. I'm fan from Korea. BB. BB is fan. Can I see BB? Yes, yes, yes. That's all. Thực tế thì hôm nay rất là không may mắn lắm mà là khi không gặp được khán giả đấy. Thì khán giả đấy thì khi đấy thì đến thì BB với thì là Lan Anh đang đi chợ. Còn ở nhà thì có hai người cháu. Đấy, hai người cháu của tôi mua đến
chơi. Thì nghe cháu nhận quà thì nhận được đồ của Bibi đây. Còn đây là đồ của Suka, đồ của Chip. Đấy, thì ngoài ra thì gia đình mình nhận được rất nhiều món quà đấy, của rất nhiều bạn khán giả. Đấy, thì món quà này thì cái này là Lan Anh đi mua hộ này. Lan Anh lấy tiền, có nhiều khán giả gửi tiền để mua quà Noel cho Bibi. Thì bố đã dùng những khoản tiền ấy đi mua quà cho Bibi. Thì sắp tới đi còn sắm thêm cái thông Noel nữa. Thì hiện tại thì rất là cảm ơn khán giả trực tiếp đến nhà tặng quà cho Bibi và Suka Chip. Cảm ơn tất cả những bạn khán giả khác đã gửi những món quà rất là đặc biệt. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn dành cho Bibi và gia đình. Đấy, những tình cảm của các bạn dành cho Bibi thật là chân quý. Thì hôm nay thì luôn tiện là Hùng Suka và Chip vừa đi học về. Đấy thì gia đình vừa ăn tối xong. Đấy. Nên là tiện có những món quà Lan Anh vừa mang xuống. Những món quà này thì bố cảm ơn tất cả mọi người. Đấy. Thì thứ sáu này thì một khán giả Hàn Quốc đấy cũng đã liên hệ lại với gia đình và xin được gặp Bibi. Thì hy vọng thứ sáu này khán giả đấy sẽ và Bibi được gặp nhau. Thì thứ sáu này chúng tôi sẽ ghi lại cái khoảnh khắc mà Bibi sẽ gặp trực tiếp khán giả người Hàn Quốc, trực tiếp sáng nay tặng quà cho Bibi. Thì tôi hy vọng là cuộc gặp đấy sẽ họ bạn khán giả đấy sẽ rất là hài lòng khi nhìn thấy Bibi thực tế. Đấy thì sau đây là mọi người có thể là nhìn được món quà của khán giả tặng này. Đây là một chiếc ly có khắc hẳn động từ Have a Night Day. Đây ly. Đây các cái đồ ăn. Đây là bàn chải cho Bibi rất là đẹp. Đây là bộ thìa muỗng họ gửi tặng cho Bibi. Đấy, đây gói đựng quà thôi. Tức là Tết. Còn đây là một món quà mà chúng ta tặng cho Suka. Đây là một cái hộp quà bún nhá, bún. Đấy, hộp bún rất là đẹp. Mọi người, hộp bún này là rất là đẹp. Đây, Suka mở ra cho mọi người xem nào. Đi lên, đi lên, đi lên đẹp ăn rồi. Chị kiếm mở ấy ra đó, mở quà ra. Đây, hộp bún rất là đẹp mọi người nhá. Bi này là cái này. À, cái này là gì? Thời có biển. À, đấy, đồ của Bi đấy. Hàn Quốc luôn ạ. À, chữ Hàn Quốc đúng không? Dạ. À, thời có biểu đây này, thời có biểu đây. Con phải ghi thời có biểu hôm nay học gì mà học gì đấy, để chắc vào đây. Ok, rất đẹp. Đấy, ngoài ra thì đây là những món quà các bạn đã gửi tặng cho bố để nhờ bố mua cho Bi nhân dịp Giáng sinh, nhân dịp Noel đấy. Thì bố sẽ mua tạm thời thì mua thêm mấy cái khăn. Đây là những bộ quần áo này là đồng tiền do mặc mùa đông của Bibi. Những bộ quần áo này rất là đẹp. Thực mẹ Lan Anh đi thân đặt cọc tiền để mua cho Bibi. Thì luôn tiện đây thì gia đình mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc mọi người đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Không có ly đấy, ly này là của Bibi đấy nhá. Đây là của Bibi đấy nhá. Cái này cái bình xúc từ đằng ấy của Bibi đấy. Cái bộ thìa của Bi này, thìa muỗng đây, của Bi đấy. Rồi, để ba đất mình món quà này đây. Đây, sau đây mọi người có thể là một chút thời gian nhé, dành chút thời gian để xem Bi thay những bộ quần áo mới. Đây, ngay cả bộ quần áo Bi đang mặc đây này, mọi người xem nào, Bi đứng lên. À, xoay vòng này mọi người xem này. Bi nào, Bi. Đấy. À, Bi đi sang đây nào, đi sang đây mọi người, đó. À, Bi đi sang này nè, phải Lan Anh à? À, Bi đang Lan Anh à? À, sau đây là, đây Lan Anh vừa cởi cho các bộ quần áo mới đi để cho Bi thử các bộ cho mồm. Để cho Bi quần áo nhé. Quần này trước này. Quần này á. À, quần này trước. Ừ, có hình ba chữ Bi luôn này. Này, hình chữ Bi logo Bi Bi. Lắm chữ Bi Bi. Áo dài. Áo mùa đông đấy. Đang quần áo này là mùa đông đấy mọi người. Đây là anh còn chơi từ từ đấy. À. Tay chặt cái này thì đi chơi được. Ơ cái gì đó? Bibi.
Bộ này khả năng hơi dài rồi. Con bóc hết đấy, bóc để ra thứ tự đấy để cho đi mà. Bộ này là khả năng hơi dài đó em đi. Chắc phải đổ hoặc là chờ bi lớn đấy mà. Con này bộ gì này bác? Không, bộ đấy nỉ đấy ạ. Để đấy là khoác trong ngoài một cái áo áo mùa đông rất là đẹp trai. Bộ này xinh nhỉ? Là xinh. Đây bộ này đi chơi được đẹp. Đẹp. Đấy quần của. Bộ này là cái đi áo này không? Đây, đi đi mà thôi. Bộ này hơi dài nhưng mà mùa đông mà rất là ấm. Đấy. Con cất cái túi bóng này để mà mình đi đứng lên mà chỉ nhá. À, hai con ngồi lui vào để xem BB biểu diễn thời gian nhé. Đây là một show show diễn rất là thành công của BB ở thầy ra nhá, mọi người xem nhá. À, đi ra đây. À, ok. À, BB đi ra đây nào, đi ra đây nào. À, đây, đi ra đây. Đi ra đây nào. Để đến mình thay bộ quần áo mới nhá. Nay mặc vài bộ thôi, nhiều bộ quá. Nhiều bộ quá, đi không biết thằng bộ nào. Chọn bộ này, hay chọn bộ này, hay bộ này. Đi chọn bộ nào đi? Ba cho BB đứng ở đây xem đi chọn bộ nào. Nào, đi nào. Đi chọn bộ nào nào. Đi, bây giờ chọn bộ nó thôi nhá. Bộ này hay bộ này nào. Thử bộ nào. Bộ nào. Bây giờ là đi nào. Chọn bộ nào. Nào. Thế, điểm nào. À, làm bộ này. Rồi, làm mặc bộ này nhá. Bộ này chắc rất là đẹp. Đi lên chơi, đi chơi. Bộ này đa bóng được đấy nha. Đó. Đẹp nha. Phải đi đứng lên, đứng lên để đi sang lá anh nhỉ? Đi rồi. Đấy. À đi đi ra đây, đi ra đây. Các bạn à, đi đi cho mọi người xem làm bên trên thế nào. Rồi. À. Đây là từ bộ nào này nhỉ? Bộ nào đẹp nhỉ? Bộ này nè ba. À. À đưa lại đây, đưa lại đây. Đây. À đi đưa lại đây. Đi. À. Đẹp thế. Đẹp à. Bên trai thế này. Cái này đi lễ hội được. Đúng rồi. Đẹp nhá. Nó đỏ luôn. Nguyên đẹp nè. Biết được nha. Đỏ đi với trắng rất trái là nổi. Trái cả phố. Anh để bác mặc cái này không? Cái này nó phải lên đây nữa. À, cái này lên đây đúng rồi. Quá, đẹp quá. Cái nơ đẹp quá. Thế nhỉ? Còn đẹp nhỉ? Cái công tử nhỉ? À, cái này lên đây. À, nào, chẳng đi đây nào. Nào, đi đây. Nhà, hôm nay gia đình chị Thiếp mặc BB mấy bộ quần áo thôi nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn yêu quý BB và gia đình. Đây là những món quà rất là ý nghĩa mà được mọi người gửi tặng riêng cho BB đây. Rất nhiều món quà. Đấy, thì ở đây BB sẽ xin phép mọi người BB sẽ đứng lên nói lời cảm ơn tất cả mọi người. Đi khoanh tay lại đi, khoanh tay cảm ơn mọi người đi, đi khoanh tay. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đi nhá. Thank you everyone. Rồi xin chào mọi người nào, đi nào, chào mọi người nào. Đấy để tia đây chờ trái tim chờ người về rồi, chào mọi người đi. Chào mọi người nhá. Rồi chào mọi người rất nhiều, chào mọi người. Đấy cảm ơn tất cả mọi người.